Nhà đầu tư tháo chạy khỏi Binance. Binance, sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu thế giới, đã chứng kiến làn sóng rút tiền lớn bất thường vào ngày 12 tháng 12. Theo dữ liệu của Nansen, dòng vốn ròng của Binance, được tính bằng sự chênh lệch giữa lượng tài sản đến nạp vào và đi rút ra khỏi sàn, lên tới 902 triệu đô la Mỹ trong 24 giờ qua. Lượng tiền này cao hơn tổng của tất cả các sàn giao dịch tập trung khác trong cùng khoảng thời gian bạc, thậm chí còn lớn gấp 9 lần so với sàn giao dịch đang đứng thứ hai về chênh lệch nạp rút tiền là Bitfinex. Theo dữ liệu cung cấp bởi nền tảng dữ liệu blockchain Arkham Intelligence, dòng tiền chảy ra khỏi Binance cao nhất kể từ ngày 13 tháng 11, hai ngày sau khi sàn FTX nộp đơn xin phá sản. Tuy nhiên, Henry Fisher, nhà phân tích của Arkham, lại nhận định rằng dòng tiền này có vẻ không quá bất thường nếu so sánh với khối tài sản 64 tỷ đô la Mỹ mà Binance đang quản lý. Dữ liệu blockchain cho thấy, các nhà tạo lập thị trường tiền mã hóa Jamshedding và Wintermute là hai đối tượng âm thầm chuyển số tiền lớn từ Binance trong suốt 7 ngày qua. Trong đó, số tiền rút dòng bằng ví liên kết với Jam đạt 146 triệu đô la Mỹ, bao gồm 102 triệu BUSD, 14 triệu USDT và 10 triệu ETH và đổi được khoảng 30 triệu BUSD từ Passos vài giờ trước. Còn Wintermute đã rút 8,5 triệu WBTC và 5,5 triệu USDC. Động thái này diễn ra sau một loạt các báo cáo liên quan đến Binance và nhà đầu tư ngày càng thận trọng về tiền của họ trên sàn giao dịch tập trung. Sự sụp đổ nhanh chóng của sàn đối thủ FTX cùng với những thất bại của các công ty khác trong ngành đã thúc đẩy các sàn giao dịch khác phải chứng minh việc kiểm soát tốt tài sản của khách hàng. Theo Reuters, CEO Trưởng Peng Zhao của Binance đang bị điều tra vì nghi vấn vi phạm luật cấm vận và chống rửa tiền. Một số công tố viên tin rằng đã có đủ bằng chứng để buộc tội Trưởng Peng Zhao và các quản lý cấp cao của sàn, thế nhưng một số khác vẫn cho rằng nên cần thêm thời gian để đánh giá tình hình. Luật sư của Binance đã có các cuộc gặp với Bộ Tư pháp Mỹ để giải quyết tình hình. Hai bên đã đề cập đến khả năng Binance chấp nhận đóng tiền phạt để giải quyết sự việc. Tuy nhiên, Binance đã lên tiếng bác bỏ thông tin này. Trưởng Peng Zhao cũng đăng tải dòng tweet ẩn ý kêu gọi cộng đồng hãy phớt lờ FUD, ý nói mọi người hãy cố gắng vượt qua tâm lý sợ hãi và nghi ngờ.